Đồng hồ The Watch xin chào các bạn. Tissot cho đến nay là một trong những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng và đẳng cấp trên thế giới. Hành trình để trở thành một trong những đế chế đồng hồ lớn mạnh trên thế giới của Tissot như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu các giai đoạn lịch sử của thương hiệu Tissot này ngay bây giờ nhé. A. Giai đoạn đầu của lịch sử thương hiệu đồng hồ Tissot 1. Khởi nguồn tên thương hiệu Tissot. Năm 1853, thương hiệu đồng hồ Tissot được thành lập bởi Jacques Félicien Tissot và con trai của ông Charles-Émile Tissot. Thời gian đầu thành lập, xưởng sản xuất đồng hồ Tissot đầu tiên được đặt trong một ngôi nhà nằm trên con phố Crest Vải Lăng ở vùng Lộc Lệ, khu vực Neuchâtel của dãy núi Mountains, Thụy Sĩ, nơi sản sinh ra những chiếc đồng hồ đẳng cấp thế giới. Đây cũng là năm Tissot chế tạo ra chiếc đồng hồ có khả năng cùng lúc hiển thị hai múi giờ khác nhau. Thời gian này, Tissot đánh mạnh vào thị trường Mỹ, Nga và đạt được những bước tiến rất vững chắc. Đến năm 1858, Tissot cho ra mắt một chiếc đồng hồ bỏ túi đặc biệt gắn kim cương dành riêng cho nước Mỹ. Ở mẫu đồng hồ này, dòng chữ gốc được ghi trên mặt đồng hồ CHS, F Tissot và Phi, nguyên gốc là tiếng Pháp, được dịch sang tiếng Anh là CHS, F Tissot và Son. Charles-Émile Tissot đã rời Lộc Lê mang theo một số đồng hồ bỏ túi để giới thiệu với nước Nga, và Tissot cũng đồng thời sản xuất một số phiên bản đặc biệt cho thị trường này. 2. Những vị khách danh giá đầu tiên. Năm 1827, Tissot sản xuất phiên bản đặc biệt dành riêng cho các sa hoàng với chân dung của các sa hoàng được in trên mặt đồng hồ trắng men. Năm 1900, nữ diễn viên kiêm nghệ sĩ hài nổi tiếng Sarah Bernhardt đã bị hút hồn bởi chiếc đồng hồ bỏ túi Hunter bằng vàng 18K của Tissot trong một buổi lễ trưng bày tại Paris, nơi cô đã quyết định mua nó. Năm 1904, chiếc đồng hồ bỏ túi có tên Savonet được thiết kế vào năm 1887 dành cho Neymar Droz, tổng thống của Liên bang Thụy Sĩ. Vài năm sau đó, chiếc đồng hồ này được đổi tên mới là Tissot Brass Watch và được sản xuất dành riêng cho triều đình phong kiến Saint Petersburg dưới quyền cai trị của sa hoàng Nicola II, cải tiến công nghệ và những bộ sưu tập mới. Năm 1907, Charles-Émile Tissot cùng với kiến trúc sư Ernest Lamblet đã xây dựng bản thiết kế của một nhà máy kết hợp nhà ở tại địa chỉ số 24, phố Beauchamp. Vào thời kỳ đó, hai vợ chồng ông bà Charles Tissot cùng với cô con gái Mary Tissot vẫn sống ở tầng 1 của tòa nhà, trong khi toàn bộ các bộ phận khác của xưởng sản xuất đều nằm ở các tầng phía trên. Chỉ một thời gian ngắn sau khi giới thiệu những mẫu đồng hồ đeo tay đầu tiên vào năm 1911, Tissot thừa thắng xông lên, tiếp tục cho ra đời mẫu đồng hồ nổi tiếng Banana có thiết kế phần dây đeo tuyệt đẹp bằng chất liệu da cao cấp. Chiếc đồng hồ mặt chữ nhật được thiết kế theo phong cách Art Nouveau đã ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của những người sành sỏi. Năm 1911, từ thời điểm này, đồng hồ Tissot chủ yếu sử dụng các mẫu quảng cáo dành cho loại đồng hồ nữ để giới thiệu tới công chúng và đạt được những thành tựu đáng kể. Năm 1929, những chiếc đồng hồ Tissot mang phong cách thiết kế kín đáo hơn với phần vỏ hình chữ nhật cùng những đường cong kiểu cách đã mang nét thẩm mỹ của Art Deco. Đây như một luồng gió mới thổi đến những thiết kế của đồng hồ Tissot. Năm 1938, Tissot giới thiệu mẫu đồng hồ nam thể thao Tissot Camping đình đám. Đây là mẫu đồng hồ Tissot đã chiếm được cảm tình của rất nhiều vận động viên thể thao cũng như quân lính nhờ được trang bị máy có độ chính xác cao cùng những tính năng kỹ thuật tốt nhất của thời kỳ đó như khả năng chống nước, phím lên dây xoắn vít, khả năng chống nhiễm từ, mặt kính chống xước, vỏ bằng thép không bị oxy hóa. Năm 1953, Tissot giới thiệu chiếc Navigator đánh dấu sự hòa nhập của thế giới nhờ sự phát triển của ngành hàng không. Chiếc đồng hồ đeo tay này có mặt số được thiết kế đặc biệt có khả năng hiển thị 24 múi giờ. Năm 1958, Tissot tiếp tục tung ra loại máy đồng hồ độc đáo của riêng mình, có khả năng từ một máy biến đổi thành 4 máy để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Kể từ năm 1965, Tissot bắt đầu kết thân với môn mô tô thể thao bằng cách tặng một trong những mẫu đồng hồ của mình cho những người hâm mộ bộ môn thể thao này. Đó là mẫu đồng hồ Tissot PR516, mô phỏng tay lái của chiếc xe đua phân khối lớn và đã ngay lập tức nhận được thành công lớn. Trong những năm 70, với sự bùng nổ của vật liệu nhựa trong lĩnh vực thiết kế nội thất, không đứng ngoài xu hướng, Tissot đã giới thiệu loại máy đồng hồ Astrolong với các chi tiết được chế tạo từ nhựa tổng hợp. Loại máy sử dụng vật liệu mới không cần bất cứ chất bôi trơn nào nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và quan trọng là có mức giá vô cùng cạnh tranh.
Năm 1974, T-Shot tài trợ cho một chiếc Porsche Carrera tham gia cuộc đua 24 Hours Le Mans. Từ năm 1979 và liên tục trong vòng 6 năm, T-Shot tiếp tục mở rộng các hoạt động của mình tại giải đua Formula 1 bằng việc tài trợ cho đội đua nổi tiếng Lotus của Colin Chapman và tay đua mang trong mình hai dòng máu Italy và Mỹ, Mario Andretti. Từ đầu những năm 1980, T-Shot tiến hành sản xuất đồng hồ bằng đá lấy từ vùng núi Elf của Thụy Sĩ và đã thành công vào năm 1985 sau khi vượt qua hàng loạt những khó khăn về kỹ thuật. Chiếc đồng hồ T-Shot Rockwatch đã đem đến thành công lớn cho T-Shot. Giai đoạn này cũng mở ra những thành công lớn cho T-Shot với các mẫu đồng hồ mang tính đổi mới, thời thượng, Tour Team E, Quân Watch, Út Watch hay Sốt Sát. Năm 1983, thương hiệu T-Shot đã cùng ASUAG thành lập tập đoàn mới với tên SMHT Société de Microelectronique et d'Horlogerie. Năm 1996, T-Shot trở thành đối tác lý tưởng của Liên đoàn Đấu kiếm Thế giới FIA. Sự hội tụ hoàn hảo giữa truyền thống và đổi mới, hai yếu tố không thể thiếu của môn đấu kiếm, cũng là hai yếu tố làm nên thương hiệu T-Shot. T-Shot T Collection được giới thiệu vào năm 1998 là mẫu đồng hồ nữ đầu tiên được thiết kế bởi một phụ nữ. Dòng đồng hồ này cũng đồng thời giới thiệu chữ ký T xuất hiện cả trên dây và trên vỏ. T-Shot đã kết hợp công nghệ đỉnh cao với đồng hồ vào năm cuối cùng của thế kỷ 20. Có thể nói đây là sự kiện đã tạo nên cuộc cách mạng trong thế giới đồng hồ khi thương hiệu tung ra mẫu T-Shot T-Top, chiếc đồng hồ cảm ứng đầu tiên trên thế giới. Mẫu đồng hồ nam đa chức năng này thực sự là một bước đột phá đáng khâm phục. B. Thương hiệu T-Shot bước vào thế kỷ 21. Sự kiện tiêu biểu khởi đầu thế kỷ 21 là vào năm 2003, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thành lập, T-Shot đã tung ra một phiên bản mới có tên là Monche sắc với thiết kế rất độc đáo và ấn tượng, gây nên tiếng vang lớn thời bấy giờ. Những đại sứ thương hiệu đắt giá của T-Shot. Từ năm 2005 tới năm 2010, T-Shot liên tục ký hợp đồng đại sứ thương hiệu với rất nhiều nhân vật danh giá trong làng thể thao, giải trí, tiêu biểu như: năm 2005, diễn viên kiêm ca sĩ người Đài Loan Barbie Su, Danica Pastic, tay đua xinh đẹp người Mỹ của đội đua IndyCar trở thành nữ đại sứ thương hiệu của T-Shot. Nữ diễn viên Deepika Padukone, gương mặt của thế hệ mới tại Ấn Độ, trở thành đại sứ thương hiệu của T-Shot tại Ấn Độ vào năm 2007. Năm 2008, T-Shot trở thành đối tác của Liên đoàn bóng rổ thế giới FIBA. Điều này đã chứng minh cho sự năng động của T-Shot cũng như những cố gắng liên tục của hãng để đạt tới đỉnh cao của tính năng động và độ chính xác. Năm 2009, diễn viên ca sĩ Hoàng Xiaoming, một ngôi sao nổi tiếng tại Trung Quốc, đã đồng ý gia nhập gia đình đại sứ thương hiệu của T-Shot. Năm 2010, Tony Parker, cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp gốc Pháp, cũng trở thành một trong số các đại sứ thương hiệu của T-Shot. 2. T-Shot tiếp tục mở rộng và nâng tầm phát triển công nghệ. Năm 2010, T-Shot đã mở cửa hàng đầu tiên của mình trên đại lộ Champs-Élysées tại thủ đô Paris của nước Pháp, nơi tập trung những thương hiệu thời trang hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Năm 2011, với mẫu đồng hồ T-Shot Le Lộc Lệ, thương hiệu này đã nhận giải thưởng cao nhất tại cuộc thi đồng hồ Le Concours International de Chronometry bởi sự hoàn hảo, độ chính xác và trình độ kỹ thuật làm đồng hồ bậc thầy. Năm 2012, T-Shot tiến vào thị trường Nga và sự kiện khai trương một cửa hàng trong trung tâm thương mại uy tín Boom tại thủ đô Moscow. Năm 2013, T-Shot giới thiệu máy đồng hồ tự động mới Powermatic 80 mang tính cách mạng, có khả năng tích trữ năng lượng lên đến 80 giờ. Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, T-Shot là một trong những thương hiệu đồng hồ được biết đến nhiều nhất trên thế giới, không chỉ bởi sản phẩm của mình mà còn bởi đóng góp của hãng cho thể thao thế giới. Ngoài ra cũng cần phải kể đến lịch sử 160 năm sáng tạo và đổi mới rất đáng tự hào của chính T-Shot. Hy vọng bài viết về lịch sử thương hiệu đồng hồ T-Shot sẽ hữu ích với các bạn. Và đừng quên tới hệ thống gian hàng đồng hồ The Watch để chọn cho mình những chiếc đồng hồ chính hãng với sự tư vấn, chăm sóc tận tình nhất. Thấy video này hay, hữu ích hãy nhấn like, share, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông bên dưới để nhận thông báo những video mới nhất từ The Watch các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào!